thầy cô giáo cũng như toàn thể tất cả các học sinh. Theo là do chủ ban tổ chức, tôi xin phép đọc cái thư của Tổng Bí thư Chủ tịch nước trước khi khai giảng năm học. Hà Nội, ngày 4 tháng 9 năm 2020, thư của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi ngành giáo dục nhân ngày khai giảng năm học mới 2020-2021. Thân ái gửi các thầy cô giáo, các bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục, các tiểu học sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh. Trong không khí vui tươi của ngày khai giảng năm học mới 2020-2021, tôi thân ái gửi tới các thầy giáo, cô giáo, các bộ quản lý, người lao động đã và đang công tác trong ngành giáo dục, cùng các em học sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh lời thăm hỏi chân tình, những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Tôi vui mừng nhận thấy năm học 2019-2020, mặc dù đại dịch Covid-19 đã và đang ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm trọng đến các hoạt động của ngành giáo dục, nhưng với phương châm tạm dừng đến trường, không dừng học, ngành giáo dục đã chủ động, nhanh chóng triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp, thực hiện thành công vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm học. Đây cũng là năm học cuối cùng thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020 của ngành giáo dục. Được ghi nhận nhiều kết quả tích cực, đặc biệt việc tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2020 đảm bảo an toàn trong không khí tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp được nhân dân ghi nhận và đánh giá cao. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương sự cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn và những kết quả của ngành giáo dục đã đạt được trong những năm qua. Năm học mới năm 2020-2021, đại dịch Covid có thể còn có những diễn biến mới. Tôi đề nghị ngành giáo dục cần tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục và đào tạo, khắc phục mọi khó khăn để vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa tổ chức tốt việc học tập cho học sinh. Tập trung nguồn lực để nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, nhất là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và cuộc công nghiệp cách mạng lần thứ tư. Tăng cường giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng, rèn luyện kỹ năng và bản lĩnh cho học sinh, sinh viên. Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, an toàn, nỗ lực phấn đấu tạo tiền đề để thực hiện thành công kế hoạch 5 năm 2021-2025 của ngành giáo dục và là thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tôi mong các thầy giáo, cô giáo, các bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tâm huyết với nghề, sáng tạo, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp đổi mới căn bản và toàn diện của nền giáo dục nhà nước. Mong các em học sinh, sinh viên phát huy truyền thống hiếu học của ông cha, thi đua, học tốt, rèn luyện tốt để sau này trở thành chủ nhân tương lai của đất nước, vừa hồng, vừa chuyên. Tôi mong các bậc phụ huynh tiếp tục phối hợp các ngành giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi để con em mình học tập, rèn luyện tốt nhất. Chúc các thầy giáo, cô giáo, các quản lý, người lao động ngành giáo dục và các em học sinh, sinh viên đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong năm học mới. Thân ái, Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.